Một tháng sau nghỉ Tết Tân Sửu, ở nơi được gọi là chợ tự phát nằm khu vực đường Nguyễn Xí, Sài Gòn, đã được nhà chức trách địa phương thông báo phải giải tỏa. Vì là tự phát nên khi giải tán chợ sẽ không có hỗ trợ cho người dân đang buôn bán ở đây, tiểu thương Nguyễn Quốc Thanh kể. Lúc là còn thay thiên lập địa cái chợ này á, là đường đất đỏ, đường làng không mà. Chứ không có to, rộng, phát triển gì đâu. Không, một ngày không có cái chiếc xe, một chiếc xe hơi vô lối này nữa. Cái chợ này tự phát là đã có từ cái thời 40 mấy, 50 năm nay. Tôi bán 30 rồi đó, 30 năm rồi đó, nhưng mà trước đó 20 năm nữa. Dưới giác độ là người đi chợ, ý kiến của ông Nguyễn Năng thì dạng chợ thế này thuận tiện cho người mua. Đi hoài, ngày nào cũng đi á. Ở đây bị đây là cái chợ duy nhất mà. Ở phường 13 chợ này duy nhất thôi, không còn chợ nào nữa. Không cần gửi xe, không cần gì hết, ta chỉ tấp vô, người ta mua người ta về thôi. Còn nếu mà anh đi chợ mấy chợ khác, anh phải gửi xe, mất tốn nhiều thời gian hơn. Còn đây là người ta cần gì, người ta ghé vô, người ta mua người ta đi nhanh, đi liền thôi. Hiện tại thì khu chợ được gọi là tự phát này đang được thi công mở rộng tuyến đường, nên việc hợp chợ có phần khiến xe cộ qua lại dễ gặp cảnh ùn tắc. Tiểu thương ở đây lại đa phần mua bán nhỏ lẻ. Trong bối cảnh làm ăn khó khăn thời dịch bệnh Covid, ông Nguyễn Năng nhận xét. Chủ yếu là nó đem lợi ích cho những người lao động nghèo thôi. Người ta không có công việc làm, người ta mua bán mà nhỏ lẻ thì người ta sống. Theo lời của tiểu thương Nguyễn Quốc Thanh, giờ họ chưa biết phải dạt về đâu để có thể tiếp tục buôn bán mưu sinh. Thì bây giờ những người tư thương buôn bán á, là tất cả đều dạt qua bên những cái khu mà nhà của những cái hộ nhà là mặt tiền đường Nguyễn Xí này nè. Rồi họ chơi vô đó mua, ai có khả năng thì vô đó bán, còn không ai có khả năng thì tự tìm việc xoay sở việc khác. Vậy thôi. Còn chiều thì tối mát mát rồi bắt đầu ra bày bán kiếm chút đỉnh rồi gọi là tiền cơm nhặt, chứ còn ngày bình thường thì ở đây kiên quyết không có bán được. Số cũng mà không biết là điêu đứng rồi cũng chết dở sống dở rồi sao đây đó. Không phải chi phường dọn dẹp này thì có một cái điểm mới cho bà con tập trung mua bán thì cũng đỡ. Đây là không có điểm nào mới để tập trung cho hết. Coi là triệt luôn. Thông thường những nơi được gọi là chợ tự phát có nghĩa không nằm trong quy hoạch về chợ do chính quyền lập ra. Song như tên gọi, những nơi họp chợ tự phát là người dân tự thấy có nhu cầu của bên mua nên tất yếu có bên bán, vậy là thành chợ.